7 nhân vật tiêu biểu sinh ra tại Tiền Giang. Quý vị và các bạn thân mến, trên mảnh đất Tiền Giang huyền thoại, lịch sử đã khắc ghi tên những anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử xin được tổng hợp 7 nhân vật tiêu biểu của mảnh đất này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sĩ phu yêu nước Nguyễn Hữu Huân, sinh năm 1813, mất năm 1875. Sĩ phu Nguyễn Hữu Huân là người làng Mỹ Tịnh An, huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Tường, nay là xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thuở nhỏ, ông thông minh và học giỏi. Tương truyền năm Nhâm Tý 1852 dưới triều Tự Đức, ông dự thi hương và đỗ đầu nên được gọi là Thủ Khoa Huân. Sau đó, ông được bổ nhiệm và dần trải đến chức Giáo Thụ Phủ Kiến An. Khi quân Pháp xâm lược ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, trong đó có tỉnh Định Tường quê ông cùng với nghĩa quân Võ Duy Dương, Âu Dương Lân hoạt động suốt một dải từ Tân An đến Mỹ Tho, đánh du kích quân giặc, khiến cho chúng khốn đốn. Khoảng tháng 6 năm 1862, ông đem nghĩa quân gia nhập lực lượng Trường Định. Ông là một trong những thủ lĩnh nghĩa quân chiến đấu kiên cường nhất đất Nam Kỳ. Tháng 6 năm 1863, ông bị bắt. Ngày 22 tháng 8 năm 1864, ông bị kết án 10 năm tù khổ sai và bị đày đi Cayenne, là một thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ. Sau 5 năm tù, ngày 4 tháng 2 năm 1869, Pháp cho lệnh ân xá và đưa ông về quản thúc tại nhà Tổng đốc Đỗ Hữu Phương. Ông liên lạc với các sĩ phu yêu nước và hội kín Hoa Kiều Trường Phát nhờ mua vũ khí để chuẩn bị khởi nghĩa. Lần này dân chúng theo ông rất đông, trong số đó có cả một số hương chức, hội tề, địa chủ. Đến khoảng tháng 3 năm 1875, ông trở lại vùng Tân An để tập hợp lại lực lượng thì bị bắt vì bị chỉ điểm. Nhà cầm quyền Pháp giam ông ở Mỹ Tho. Sau khi chiêu hàng không thành, họ kết án tử hình ông. Trước khi thụ hình, ông nhắn vợ con tế sống mình và gửi vải vào cho ông đề thơ và câu liễn, liễn tuyệt mệnh để thờ. Ngày 19 tháng 5 năm 1875, đối phương cho tàu chở ông xuôi theo dòng Bảo Định về Mỹ Tịnh An và hành quyết ông vào lúc 12 giờ trưa. Tuy sự nghiệp cứu nước chưa thành, ước nguyện chưa đạt, nhưng ông Nguyễn Hữu Huân đã để lại cho đời tấm gương về lòng yêu nước, thương dân, về tinh thần kiên trung, bất khuất, một con người sống có lý tưởng cao đẹp vì đất nước độc lập, vì hạnh phúc của nhân dân. Bà Đoàn Thị Giàu, sinh năm 1898, mất năm 1974. Bà Đoàn Thị Giàu sinh năm 1898 tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Bà vốn là một cô giáo ở làng quê Hiền Hòa. Gia đình cô giáo Đoàn Thị Giàu vì cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của đồng chí Tôn Đức Thắng vì đã giúp đỡ và đứng ra lo mai chay cho một người thân của gia đình không may mất ở xứ người nên đã gả người con gái nết na hiền lành cho ông. Đám cưới được tổ chức vào năm 1921 tại ngôi nhà của ông bà ngoại cô giáo Giàu ở xã Vĩnh Kim, Tiền Giang. Sau khi kết hôn, cô giáo Giàu theo chồng lên Sài Gòn đi học thêm nghề may để phụ giúp chồng, còn đồng chí Tôn Đức Thắng vẫn đi làm ở xưởng đóng tàu và hoạt động cách mạng. Năm 1925, tình hình đất nước ta ngày càng đen tối dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Cuộc sống của người dân lao động ngày càng thống khổ, phong trào đấu tranh lan rộng trong quần chúng. Lúc này, đồng chí Tôn Đức Thắng đứng ra tổ chức công hội bí mật, lãnh đạo công nhân Ba Son bãi công chống thực dân đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân và quần chúng nhân dân lao động. Như hầu hết những người có vợ chồng đi làm cách mạng, bà Giàu đã tự mình lo liệu quán xuyến hết việc nhà. Bà còn dành dụm tiền mở hiệu bán thuốc bắc để đóng góp kinh phí cho tổ chức hoạt động, giúp chồng yên tâm công tác. Bà tích cực tham gia những hoạt động tuyên truyền cho các phong trào bình đẳng giới, vận động quần chúng tiến bộ chống kẻ thù. Vừa mới sinh con trai thứ ba, hay tin chồng bị bắt, bà vội ôm con trở lên Sài Gòn vào tận khám lớn để tìm chồng, cho cha được gặp mặt con. Sau đó, thực dân Pháp đưa đồng chí Tôn Đức Thắng ra tòa đại hình xét xử, rồi kết án ông 20 năm tù khổ sai và đẩy ra Côn Đảo. Chồng bị tù đẩy ra Côn Đảo, một mình bà vừa phải tần tảo đến nuôi dạy các con nhỏ, vừa phải chống chọi với sự o ép và những âm mưu thâm độc của kẻ thù đối với những gia đình có chồng con đi làm cách mạng. Điều kiện sinh sống của gia đình ngày càng khó khăn nên bà quyết định mang các con lên tận Nam Vang bán hàng rong kiếm sống. Mãi đến năm 1954, gia đình bà mới được trùng phùng trên đất Bắc. Sau này, khi trở thành phu nhân của Chủ tịch nước năm 1969,
bà và gia đình vẫn tiếp tục cuộc sống vô cùng giản dị với quần nâu, áo vải, những bữa ăn thanh bần giữa thủ đô trong những ngày cả nước còn chiến tranh. Nhìn lại cuộc đời bà, từ một cô giáo miệt vườn cho đến lúc trở thành phu nhân của Chủ tịch nước, đáng nhớ nhất vẫn là những ngày tháng sát cánh cùng chồng đấu tranh về độc lập tự do của dân tộc. Những ngày tháng cô đơn, vật lộn với cuộc sống tha hương chờ chồng, nuôi con, xuyên suốt cuộc đời bà là một cuộc sống đời thường hết sức giản dị, thủy chung với chồng, tận tụy vì con, hết lòng kiên trung với Đảng, với Tổ quốc. Bà Đoàn Thị Giàu ra đi ngày 25 tháng 5 năm 1974 sau một cơn bệnh nặng. Có lẽ trong lòng bà chỉ có một niềm nuối tiếc vì chưa kịp thấy ngày giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Nghệ sĩ cải lương Trần Hữu Trang, sinh năm 1906, mất năm 1966. Nghệ sĩ Trần Hữu Trang sinh ra tại xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình nông dân. Ngay từ nhỏ, ông đã say mê đàn hát. Lúc đầu, ông đi theo các gánh làm thư ký chép vở, sau đó được mời giảng, tức Đặng Công Danh, hướng dẫn. Dần dần, ông trở thành soạn giả cải lương. Ông cho ra mắt kịch bản đầu tay Lửa Đỏ Lòng Son vào năm 1928. Những năm 1930, ông nổi tiếng với hàng loạt sáng tác như Tô Ánh Nguyệt 1934, Lan và Điệp 1936, nhất là Đời Cô Lựu 1937. Ông cộng tác với các gánh hát Trần Đắc, Năm Phỉ, Phụng Hảo, Năm Châu. Những sáng tác sau đó như Tìm Hạnh Phúc, Mộng Hoa Vương, Chị Chồng Tôi, Tình Lụy, Khi Người Điên Biết Yêu, cộng tác với Nam Châu, Lê Hoài Nở, tiếp tục gây tiếng vang lớn. Ông từng tham gia phong trào đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu. Thời kỳ 1930-1931 và 1935-1936, ông liên lạc với các cơ sở cách mạng. Sau cách mạng tháng 8, ông hăng hái tham gia kháng chiến. Năm 1947, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản thuộc Ban Cán sự Văn hóa. Năm 1948, ông trở lại hoạt động tại Sài Gòn, cùng Nam Châu và Ba Vân thành lập Ban Phụ trách Đoàn Việt kịch Nam Châu, cơ sở kháng chiến đầu tiên của cách mạng trong ngành sân khấu thành phố. Năm 1960, ông là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và được bầu làm Chủ tịch Hội Văn nghệ Giải phóng. Ông hy sinh ngày 1 tháng 10 năm 1966 tại suối Cây Vùng Sa Mát, Tây Ninh trong một trận bom oanh tạc của Mỹ. Ông đã được nhà nước truy tặng huân chương Thành Đồng và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều địa danh, nhiều tổ chức như Nhà hát Trần Hữu Trang, Giải thưởng Trần Hữu Trang, Đường Trần Hữu Trang, Trường Trần Hữu Trang, Chợ Trần Hữu Trang. Nhà văn Đoàn Giỏi, sinh năm 1925, mất năm 1989. Nhà văn Đoàn Giỏi còn có tên là Đoàn Văn Hòa, quê quán tại xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, ngày nay là xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ông xuất thân trong một gia đình địa chủ lớn, có hàng trăm mẫu ruộng màu mỡ ven sông Tiền. Ông từng theo học tại trường mỹ thuật Gia Định trong những năm 1939-1940. Khi cách mạng tháng 8 thành công và toàn quốc kháng chiến bùng nổ, gia đình ông đã tự nguyện hiến toàn bộ nhà cửa, ruộng đất cho chính quyền Việt Minh, trong đó có tòa nhà trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành ngày nay. Ông tham gia cách mạng năm 1945, đến năm 1947 thì làm trưởng công an phụ trách 10 xã của huyện Châu Thành, rồi phó trưởng ty thông tin Rạch Giá năm 1949. Giai đoạn 1949-1954, ông công tác tại Chi hội Văn nghệ Nam Bộ, viết bài cho tạp chí Lá Lúa, rồi tạp chí Văn nghệ Miền Nam. Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc. Đến năm 1955 thì chuyển sang sáng tác và biên tập sách báo, công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi Hội Văn nghệ Việt Nam. Ông cũng tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa 1, 2, 3 và là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn Giỏi còn có các bút danh khác là Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư. Sau năm 1975, ông có lúc trở về miền Nam, công tác tại Hội Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục sáng tác về Nam Bộ. Ông mất ngày 2 tháng 4 năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh vì bệnh ung thư gan. Ngày 7 tháng 4 năm 2000, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đặt tên ông cho một phố thuộc quận Tân Phú. Anh hùng Bùi Văn Hòa, sinh năm 1940, mất năm 1968. Anh hùng liệt sĩ Bùi Văn Hòa, sinh năm 1940,
có tên cúng cơm là Đực, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Xuất thân từ một gia đình nghèo ở xã Nhị Bình, quận Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, lại sớm mồ côi mẹ nên anh phải đi giữ trâu mướn từ thuở 15 tuổi. Năm 1961, anh đầu quân vào bộ đội miền Đông, quân khu 2 và được đổi tên thành Bùi Văn Hòa tại đây. Anh được huấn luyện kỹ thuật đặc công. Với một thân hình cao lớn, rắn chắc, sức lực dẻo dai, tính tình vui vẻ, sống chan hòa, đoàn kết yêu thương đồng đội. Không những vậy, Bùi Văn Hòa còn là người hăng hái, dũng cảm, gan dạ phi thường, không nề hà khó khăn, nguy hiểm, nhiệm vụ nào cũng quyết tâm hoàn thành. Bùi Văn Hòa nhanh chóng được chọn vào đội trinh sát đặc công Biên Hòa. Và ngay từ đầu năm 1966, sau khi Mỹ vừa xây dựng xong tổng kho liên hợp quân sự Long Bình với một thế trận bất khả xâm phạm, thì Bùi Văn Hòa là một trong những chiến sĩ đặc công đầu tiên nhận được lệnh của tỉnh đội trưởng Trần Công An đột nhập vào để thực hiện công tác trinh sát. Anh Hòa đã khôn khéo gan dạ vượt qua nhiều lớp hàng rào, bãi mìn và cả một hệ thống tuần tra rất hiện đại của quân đội Mỹ để tự tay gỡ từng loại nhãn hiệu, mã số của các loại vũ khí chứa ở từng kho đạn mang về báo cáo cho tỉnh đội trưởng Hai Cà. Liên tiếp trong nhiều trận đánh của căn cứ Long Bình, Bùi Văn Hòa đều là một trong những mũi nhọn chủ công, đặc biệt là luôn sáng tạo, ứng biến kịp thời trong những tình huống phức tạp khác nhau. Trong đó có việc kịp thời đề xuất phương án luồn ra phía sau lưng địch, đặt mìn xen kẽ giữa các kho để tạo thành thế nổ dây chuyền, tạo hiệu quả lớn. Anh đã tham gia chiến đấu nhiều trận, lập được nhiều chiến công. Đặc biệt, trong đội hình đặc công, anh đã cùng với đồng đội trực tiếp tham gia 3 trận đánh lập chiến công lớn. Đêm ngày 28 tháng 2 năm 1968, trong khi thâm nhập vào vành đai khu vực tổng kho Long Bình để điều nghiên mục tiêu mở ra trận đánh mới, Trung đội phó đội biệt động 238, thị xã Biên Hòa, Bùi Văn Hòa đã chạm địch và anh dũng hy sinh. Đảng viên Bùi Văn Hòa đã ngã xuống chính nơi anh đã từng lập nên những chiến công vang dội nhất ở tuổi đời 28 xuân xanh. Theo thống kê, trong khoảng thời gian Bùi Văn Hòa tham gia chiến đấu, anh đã có 9 lần cùng với đồng đội đánh vào căn cứ tổng kho Long Bình. Bùi Văn Hòa và lực lượng đặc công Biên Hòa đã phá hủy hơn 1,2 triệu quả bom, đạn các loại, 3.500 thùng thuốc nổ, 47 xe cơ giới, tiêu diệt 705 tên Mỹ và Ngụy. Với những chiến công và những cống hiến của anh cho cách mạng, năm 1978, anh được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau năm 1975, cái tên Bùi Văn Hòa đã được đặt cho một con đường nối từ đường Nguyễn Văn Trị với đường Cách mạng tháng 8, sau đó đã đổi thành đường Hoàng Minh Châu cho phù hợp với điều kiện lịch sử và địa lý. Sau đó, trong đợt đặt lại tên đường vào năm 2007, UBND thành phố Biên Hòa đã quyết định lấy tên anh hùng liệt sĩ Bùi Văn Hòa đặt tên cho một con đường thuộc khu công nghiệp Biên Hòa 2, trước đây là khu vực tổng kho Long Bình. Nguyên Phó Chủ tịch nước, bà Trương Mỹ Hoa, sinh năm 1945. Bà Trương Mỹ Hoa, tên thường gọi là Bảy Thư, sinh tại xã Bình Ân thuộc tỉnh Gò Công, ngày nay thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Bà gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21 tháng 5 năm 1963. Từ tháng 11 năm 1960 đến tháng 4 năm 1964, bà là cán bộ vận động phong trào thanh niên sinh viên học sinh khu Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, ủy viên ban chấp hành khối trường Tân Định, Gia Định. Từ tháng 5 năm 1964 đến tháng 3 năm 1975, bà bị bắt, tù đầy qua các nhà tù của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, tham gia hoạt động đấu tranh trong nhà tù, bí thư chi bộ, trưởng ban cán sự đảng, trưởng ban lãnh đạo đấu tranh các nhà Lào. Từ tháng 7 năm 1977 đến tháng 6 năm 1978, bà là phó bí thư thường trực kiêm trưởng ban dân vận mặt trận, đại biểu Hội đồng Nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 8 năm 1980 đến tháng 10 năm 1986, bà là thành ủy viên, thường vụ quận ủy, trưởng ban tổ chức quận ủy, phó bí thư thường trực, rồi bí thư quận ủy Tân Bình, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 11 năm 1986 cho đến tháng 11 năm 1991, bà là ủy viên lon dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6, ủy viên chính thức năm 1989, ủy viên đảng đoàn, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1991 đến năm 2007, bà là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Trung ương Đảng vào tháng 4 năm 1993. Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về sự tiến bộ của phụ nữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng Chủ tịch Hội nghị Phụ nữ Thượng đỉnh Toàn cầu lần thứ 17, cố vấn đặc biệt của Hội nghị Phụ nữ Thượng đỉnh Toàn cầu lần thứ 18 tại Việt Nam. Tháng 12 năm 2007, bà nghỉ hưu. Ngày 27 tháng 12 năm 2007, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã trao tặng bà Huân chương Hồ Chí Minh để ghi nhận những đóng góp của bà cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ngày 19 tháng 5 năm 2021, bà được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Lê Thị Hồng Gấm, sinh năm 1951, mất năm 1970. Anh hùng Lê Thị Hồng Gấm, sinh năm 1951, người dân tộc Kinh, quê xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Ngay khi còn nhỏ, chị đã được nghe kể về những tấm gương hy sinh anh dũng của những người con ưu tú quê hương Mỹ Tho. Tấm gương can đảm của những thủ khoa Huân, Trần Xuân Hòa đã tạo cho chị lòng yêu quê hương, căm thù quân xâm lược, tham gia cách mạng từ rất sớm. Từ tháng 12 năm 1967 cho tới tháng 5 năm 1968, chị làm giao liên cho xã. Địa bàn hoạt động bị hẹp lại, phải qua khu căn cứ và vành đai của địch nên rất gian khổ và nguy hiểm. Cuối năm 1968, tổ còn lại duy nhất có một mình chị. Có ngày phải chuyển tới 7 công văn, nhưng chị vẫn cố gắng để hoàn thành. Tháng 12 năm 1968, chị trở thành xã đội phó. Chị cùng lãnh đạo xã thuyết phục bà con cùng bám đất, bám ruộng, vườn, sản xuất, ủng hộ cách mạng. Cùng với du kích xã, chị tham gia chiến đấu 49 trận, làm bị thương 217 tên, có 22 lính Mỹ và 4 tên ác ôn. Tháng 8 năm 1969, chị được cử làm trung đội phó du kích vành đai liên xã. Hơn 8 tháng chiến đấu, chị cùng đơn vị đánh 10 trận, diệt 63 tên địch, bắn rơi một máy bay lên thẳng. Ngày 18 tháng 4 năm 1970, để chuẩn bị cho trận đánh đêm, chị cùng với hai nữ du kích đi mua lương thực cho đồng đội. Khi ra giữa cánh đồng, các chị bị địch phát hiện. Hai chiếc máy bay HU-1A xà thấp định bắt sống. Trước tình thế nguy cấp, chị đã chỉ đường trốn thoát cho hai đồng chí, còn bản thân thì lợi dụng địa hình chiến đấu, thu hút địch. Hai chiếc trực thăng lượn vòng uy hiếp, Hồng Gấm bắn trả, một chiếc bị rơi tại chỗ, chiếc thứ hai đổ quân bao vây, chị nổ súng diệt tiếp ba tên địch. Do địch quá đông, chúng tập trung hỏa lực bắn về phía chị, khiến cho Hồng Gấm bị thương quá nặng. Đạn đã hết nên dùng chút sức lực đập gãy khẩu súng để vũ khí không rơi vào tay địch và anh dũng hy sinh. Trận đánh quyết liệt ấy là trận đánh cuối cùng diễn ra khi chị mới 19 tuổi đời. Chị được nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công Giải phóng hạng 3, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 2. Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Lê Thị Hồng Gấm được nhà nước truy tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sự hy sinh của chị đã tiếp thêm sức mạnh cho các nữ chiến sĩ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vào ngày 22 tháng 2 năm 1972, dưới dốc Ba Hầm thuộc ranh giới huyện Ba Tơ và huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, Đại đội nữ Lê Thị Hồng Gấm chính thức được thành lập. Đây cũng là đại đội nữ đầu tiên thành lập ở miền Nam trong thời kỳ chống giặc ngoại xâm. Đại đội nữ Lê Thị Hồng Gấm anh dũng chiến đấu, trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù và vinh dự nhận được danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khi nhắc tới chị Lê Thị Hồng Gấm, mọi người vẫn nhớ tới những lời ca trong bài hát Những cánh chim hồng gấm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, một bài hát giúp hình ảnh của chị còn lại với thời gian. Dâng tuổi xuân cho đất nước quê hương, tấm gương hồng gấm kiên trung, chăm sáng yêu thương. Ta như cánh chim tung bay, vượt qua giông tố ngàn trùng. Và mỗi chúng ta hãy là một hồng gấm anh hùng. Trên đây là 7 nhân vật tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang. Quý vị và các bạn có ấn tượng với nhân vật nào nhất? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!